Mây trắng bay qua trên nào bèo xa, nghe câu hò người đẹp vẫn ngân nga. Mà lòng tôi thêm sao xuyên xót xa, ước mơ sẽ gặp và làm quen với nàng. Anh ở đâu đến đây xin làm quen, bên thôn gần hoặc ở cuối con sông. Bạn bè quen ai không nói rõ ràng, cớ sao đứng trộm nhìn người ta hát hò. Vừa gặp cô ba tôi lén nghe ca, sao trong lòng thương quá. Vì lòng đam mê qua mấy con đê nghe câu hò náo nề. Đừng khen quá trớn khiến cho lòng mặc cớ xót xa trong. Một đêm trăng sáng cảm ứng ngâm câu hò. Trời về khuya say xưa nghe tiếng ai hò hò lỡ yêu bông lúa thiết tha. Mối tình mặn mà là mối tình đơn sơ, như con sông dài âu yếm cùng biển trăng. Lòng càng thương thương ai trong nắng mưa, nàng tình quê yêu câu hát thiết tha. Tiếng hò chơi vơi khi trăng ngà lá lơi, đêm đêm rộn ràng bao tiếng hò chơi vơi. À, dạ chào cô ba. Cô ba hát hò hay quá à. Anh hai. Dạ. Bộ anh hai thích nghe em ca lắm hả? Dạ thích lắm chứ cô ba. Anh có nói thiệt không vậy? Thiệt chứ. Ba má tôi dạy tôi phải luôn luôn thành thật với mọi người đó. Bởi vậy tôi không biết nói dối đâu. Anh không dối với mọi người. Dạ. Nhưng mà với lòng anh á thì dạ. Anh có nói dối không vậy? Dạ dạ không có đâu. Cô ba hỏi mắc mỏ tôi chứ vậy cô ba. Tôi nói thiệt với cô ba nghe. Tôi á tuy ở chợ chứ lòng dạ thì ở dưới quê á. Bởi vậy cho nên á, ngày nào tôi cũng quê lắng nghe câu hò tiếng tiếng rô êm đềm. Ôi tiếng rô mẹ hiền, trăng đầy trăng dài sông thương. Nhớ hơi ấm bên nỗi hồng lòng này sao xuyến nghe lời anh. Ôi lời anh khiến em tâm hồn thêm ấm ấm thêm ấm thêm câu hò. Trăng sáng đêm xuân nồng, mẹ hiền ru hời đêm đêm, tiếng ru đúng rồi đó cô ba. Tôi đi đâu tôi ở đâu tôi cũng nhớ tiếng ru của mẹ tôi hồi nhỏ ru cho tôi ngủ hết đó. Tôi giống như là chàng Điệp ngày xưa, tuy ở thành đô mà lòng lúc nào cũng gửi về quê xưa cảnh cũ. Vì ở nơi đó đó cô biết không, có cô Lan đang ngày đêm mong đợi. Ủa cô ba cũng rành cải lương quá ha. Vậy chứ cô Lan đó đó dạ. Có ở trong cái làng này không vậy hả anh Điệp? Dạ đó 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 đó. Cái điểm khác nhau giữa tôi với chàng Điệp là ở chỗ đó đó. Cô ba dạ. Chàng Điệp thì có cô Lan để thương để nhớ. Còn tôi thì tôi đang tìm mãi mà chưa thấy cô Lan nào để gửi nhớ gửi thương đó. Không ấy cô ba làm cô Lan đi nghe. Ý trời ơi không được đâu anh hai ơi. Sao vậy? Em không dám làm Lan đâu. Bởi vì em nhà nghèo đơn sơ, thêm xấu xa chân bùng lấm lem. Từ lâu đã quen với đồng, đêm nghe gió lòng bên hàng giữa lá. Nhìn trăng vàng chơi vơi, em hát vang câu hò quê. Cánh hoa hẹn nên lòng nào mơ, mơ chi thêm buồn, thôi giá từ chối.
chào anh. Ê, khoan 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 khoan, đứng lại đi cô ba, nghe tôi nói này cô ba à. Mấy thuở mình mới gặp nhau, ở trong hơi xuân lành lạnh của miền quê như vậy nè, nếu cô ba không bằng lòng làm cô Lan á, thì có thể làm bạn của cô Lan, cũng có nghĩa là làm bạn của Điệp vậy đó, được không cô ba? Tôi nghe nói là cô ba có nhiều bạn gái lắm phải không? Nhiều lắm, nhưng mà cũng xấu xí với lại là quê mùa giống như em vậy thôi. Có ăn thua gì đâu. Cô ba, vậy cô ba làm ơn tìm giúp tôi một cô Lan đi nghe cô ba. Mà toàn là ma le không hả? Ủa, sao vậy? Anh hai mà thấy tụi nó hả, anh hai sợ luôn á. Có gì đâu phải sợ. Nếu mấy cô là ma le á thì tôi sẽ là ma trơi. Mình đi chung với nhau được mà, ma đi với ma có sao đâu. Anh hai, bộ nhất định muốn làm quen với con gái nhà quê hả? Nhất định rồi đó cô ba. Mà anh hai nhắm có chịu được cái mùi sình với mùi khét nắng không? Các cô gái đồng quê ruộng rẫy của tụi em á thì chỉ có hai cái mùi thơm đó thôi à. Nếu chịu được á thì em giới thiệu cho anh hai một người. Cô ba làm tôi nôn quá à. Ở đâu vậy? Xa hay gần vậy cô ba? Mà điều cái mùi khét nắng với lại là cái mùi... Cái mùi thơm của quê hương đó cô ba à. Ở thành phố không dễ gì kiếm được đâu. Nó quý lắm, bởi vì nó mang mùi thơm của tình nồng quê hương. Bao nắng mưa cùng giang lao, những âu lo trên luôn cài. Ngày dầm mưa tối canh chừng. Ơ nè anh hai, có. Anh ở đô thành xa quá, cớ sao anh lại quá rành đồng quê những vui buồn. Rành chứ cô ba, tôi đã nói với cô ba tôi là Điệp mà. Anh hai Điệp ơi. Dạ. Các cô Lan miệt này á, sao tuy cô? Là quê mùa dốt nát, dạ. Nói năng á thì cọc cằn thô lỗ, không có giống như các nàng Thúy Liễu ở thành đô dịu dàng thùy mị. Dạ. Nhưng mà khó hái lắm mà nghe. Anh Liệu có đủ sức trèo đèo vượt suối không đó? Đã thương thì mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, xá gì đèo với suối hả cô ba? Vậy thì đầu tiên á là anh phải vượt qua cái con kinh nhỏ này hen. Rồi mới tính tới chuyện mà trèo đèo vượt suối á. Đây nè, tôi đang trong tư thế sẵn sàng đây nè. Nào, con kinh xanh xanh uống khúc dễ thương kia, có nhịp cầu tre lắc lẻo nào á, cứ việc đưa ra thử xem. Đầu tiên nghe, em có mấy câu hò đối nè, anh hai Điệp đối thử nghe. Được rồi, cô Ba Lan cứ ra câu đố đi. Nghe nè nghe. Nghe. Hò chưa nghe tin anh hai có tài, dây đào tiếng một cõi thiên thai ai trông. Thiên thai là của nàng Kiều, riêng chàng Kim trọng sớm chiều vào ra. Chứ mà họ nghìn muôn chớ lấy học trò, dài lưng tốn dài ăn no lại nằm. Hay nằm thì có gió đào, dài lưng thì có áo bào của vua. Chứ ruộng ai thì nấy đắp bờ, chứ duyên ai nấy đằng. Chứ đừng chờ mà uổng công. Ngó lên sao mọc văng văng, thấy em có nghĩa mấy trăng anh cùng chờ. Vậy sao? Chứ sao? Anh hai à. Nghe nè. Hò anh về kiểm vợ cho xong, em là tép nhỏ em là tép nhỏ lộn sông khô.
khó tìm. Không phải vậy đâu cô ba ơi. Họ thương em chính nhớ mười mong, dù con tép nhỏ lộn rong anh cùng tìm. Vậy đó cô ba. Ơi, anh hai người thành phố mà hò hay thiệt nha. Nhưng mà nếu hò đố vui á, anh hai có hò được không? Thì đến đây không hát thì hò, không phải con cò ngóng cổ mà nghe. Được hay không? Cô cứ đố, nhưng mà đố dễ thôi nha. Khó quá thì tôi đố lại cô đó. Cái đó là quyền của anh mà. Vậy anh hai nghe em đố nha. Đố đi cô ba. Hò kinh thi anh học đã lao, bây giờ em mới bắt đầu hỏi anh. Hỏi sao cô ba? Chứ vua Nghiêu sinh chính người trai, Đoan Hương là một, còn ai tám người. Anh mà giảng được mới tài, chứ em đây sẽ gọi. Gọi bằng gì hả cô anh ba? Anh hai bằng thầy. Nghe tưởng gọi bằng người kia chứ. Đây nè, anh mà giảng được thì em phải gọi anh là thầy của em. Thôi, anh không chịu làm thầy của em đâu, mà làm thầy của con em kìa. Làm thầy của con em hả? Ừ, cũng được. Mà nhớ, trả lời đi đã. Nhớ nghe, nghe đây nè. Ngạn tử mạnh tử đôi thầy, tử công tử hạ là thầy tử du, tử văn với lại tử tư cũng thầy tử, hình như là tám thầy. Wow. Đúng rồi cô. Chàng ơi, anh hai học cao hiểu rộng quá hen. Biết sơ sơ chắc thôi. Chắc là anh rành kiều lắm phải không anh hai? À, kiều với lục chân tiên thì chắc ai cũng biết thôi. Nhưng mà vỗ ngực xưng tên là rành thì anh không có dám đâu. Em cứ đố đi. Cái nào biết thì anh sẽ trả lời. Còn cái nào không biết thì anh chịu thua liền à. Rồi vậy bắt đầu hen. Nghe. Chuyện kiều anh thuộc đã nhiều, đố anh kể được câu kiều năm cho. Làm cho mệt cho mê, làm cho gian díu ê chề cho coi. Chuyện kiều anh đã thuộc lào, đố anh kể được một câu năm người. Này chàng, này mẹ, này cha, này là em ruột, này là chị dâu. Chuyện kiều anh thuộc đã lâu, đố anh kể được ba câu ba càng. Lại càng mê mẩn tâm thần, lại càng đứng lặng tần ngần chẳng ra, lại càng ủ dột nét qua, sầu tuôn chấp nối châu xa ngắn dài. Wow, đây là câu chót nghe. Nghe nè. Chuyện kiều anh biết đã nhiều, đố anh kể hết chuyện kiều ngàn năm. À, tức là 10 cái trăm năm chứ gì. Ờ. Vậy thì em đếm đi. Rồi anh đọc đi. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. 100 năm. Rằng trăm năm cũng từ đây, của tin gửi lại chút này làm ghi. 200 năm. Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Wow, 300 năm rồi. Lỡ làng nước tục bụi trong, trăm năm dễ một tấm lòng từ đây. 400 năm. Tôi tỏ cặn kẻ tấm lòng, trăm năm tạc một chữ đồng đến xương. Wow, 500 năm rồi đó. Đã quyền đôi chữ đồng tâm, trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai. 600 năm. Phải điều ăn sổi ở thì, tiếc trăm năm nở bỏ đi một ngày. 700 năm rồi. Trót gì cầm đã bén dây, chẳng trăm năm cũng một ngày duyên ta. Hay quá, 800 năm rồi. À, anh hai giỏi thiệt á. Dạ còn 200 nữa chắc phải nhờ cô ba giải dùm quá cô ba ơi. Kìa anh hai. Dạ. Ráng chút nữa đi anh. Dạ. Bỏ ngang phần cuối này uổng lắm á. Ráng đi thầy. Ráng hả thầy? Tôi thấy cô biểu tôi cũng muốn ráng, mà ráng hết nổi rồi cô ba ơi. Thôi cô ba ráng dùm tôi đi. Cô ba ráng được không cô ba? Vậy sao? Dạ.
Nếu mà anh hết nổi thì tới tôi nghe. Dạ. Còn 200 nữa ha. Dạ. Để tôi. Dạ. Anh nghe nè. Dạ mời cô ba. Chở che đùm bọc thiếu chi, trăm năm danh tiếc cũng vì đêm nay. Dạ hay quá. Còn trăm cuối nè, dạ. Anh hai nghe nghe. Dạ. Trăm năm tính cuộc vuông tròn, phải dò cho đến ngọn nguồn đáy sông. Hay quá, tôi thật không ngờ nghe. Một cô gái quê lại lào thông cả thi ca văn học như vậy. Tôi thiệt là bội phục cô ba lắm nghe cô ba. Kìa em không dám đâu. Em đâu biết gì mà thi với ca. Chẳng qua là nghe cô bác anh chị đố với nhau trong những đêm trăng như vậy nè. Yeah. Nhất là vào mùa lúa chín á. Khi dần dần em cũng thuộc lòng. Chứ em đâu có được học hành như anh hai vậy. Vậy sao? Dạ. Cô ba ơi. Dạ. Đố kiều cô biết. Chắc đố chữ cô cũng thông phải không cô ba? Thì em đã nói là em không có đến trường đến lớp. Thì chữ nghĩa làm sao mà em rành cho được. Vậy sao? Nhưng mà... Nhưng mà... Tôi biết thế nào cũng có cái chữ nhân lợi hại này hết á. Sao? Nhưng thế nào hả cô ba? Thì nhưng giống như là anh hồi nãy vậy đó. Anh cứ đố đi. Rồi em ráng được đến đâu thì hay đến đó vậy mà. À vậy là xin phép cô lần này tôi ra quân trước nghe cô. Dạ. Cô ba nghe nè nghe. Bắc thang coi hát vườn chèo. Cái thang một nấc mà leo nổi gì? Đố cô ba chữ gì? Cái thang một nấc. À, vậy là có phải là chữ H in qua không anh hai? Hay quá. Còn chữ này nữa nè. Một ngang vắng, một sổ dài. Cứng mình chết đứng, đố cô chữ gì? Chữ gì? Chữ T in qua. Hay nữa, còn chữ này nữa nè. Trong thân có một mục u, muốn im thì nằm, im ru tức thời. Chà. Đố cô ba đó. Cái chữ này khó quá ha. Vậy sao? Thôi anh hai giải nghĩa đi anh hai. Nghe nè cô ba, đó là chữ thuận. Thuận. Tên của tôi đó cô ba. Chữ thân mà có thêm chữ u là một u đó. Còn thêm dấu nặng thành ra là thuận. À, vậy anh hai đây là thuận hả? Dạ đúng, tôi tên là thuận. Còn cô ba tên gì vậy? Tên em xấu lắm. Anh nghe rồi đoán thử coi em tên gì nghe. Mời cô ba. Em anh thuận thảo trước sau, gánh nhầm đống sắt ra chiều ủ ê. Em anh thuận thảo trước sau, gánh nhầm đống sắt ra chiều ủ ê. Để coi em trước anh sau, đống sắt là dấu sắt, ủ ê là chữ ê. À, cô ba là cô ba mến phải không? Chèn ơi, anh hai tài thiệt nha. Đỡ. Mà tên em xấu lắm phải không anh hai thuận? Tên đâu có quan trọng bằng bản chất con người đâu cô ba. Cô ba, thú thật với cô ba nghe. Mới vừa gặp cô thì tôi đánh cô rồi. Mà cô rất dễ mến giống như cái tên của cô vậy đó. Cô ba. Qua bao mái tranh ngọt ngào dân hương dương mái tóc xanh, những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi dừng đẹp đẹp mấy tình ngày thơ, chiều làng quê say xưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa đi tha, những mẹ già ngồi trong trẻ đùa xóm dưới, rung rung môi cười như thua còn đôi mơ. Em ơi khoan hò khoan, trên sông con đò ngang, khoan hở khoan hò em về chăm lo, chiếc nhà thóc lúa dung dương cà liếp dưa. Em ơi khoan hò khoan, lúa chín tư mồ hôi bao ế về, tới mùa đơm bông khơi ngàn lối sông, gặt nhanh ta gánh. Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai, hẹn hò nhau vui duyên thăm gái trai, tiếng hò chơi vơi khi trăng ngà lá lơi, đêm đêm
đêm rộn ràng bao tiếng chài buông lơi. Hàng dừa cao im mơ soi bóng sông, mong ngày mai say sưa những ước mong. Gái miền sông Hương hẹn trai miền Cửu Long, hai ta ưa thề xây thắm tình duyên quê. Hai ta ưa thề xây thắm tình duyên quê.